The diagram that follows shows how the corporate structure sits outside your personal income statement and balance sheet. Cùng nước tăng khăn krom ní bằng 2 rộp biếp đại rạch chân xâm phong xa chiếu cắm ông quý nơi khăn krom rộp bài ca chùm nâu toa rộp bỏ lục nét hay nâng tà ràng tàu dạ ca. Nì rộp bài ca nì. Bọn tay phải chi phải bạ mơ chăm nhóm phải chăng slide và ní đó đã slide bằng sổ mơ. Còn tay prap tha nì rộp bài ca chùm nâu rộp bỏ xa chiếu cắm. Cứ hay nâng rộp bài ca tà ràng tàu dạ ca chùm nâu tòa khuôn. Chùm nay ca chùm nay rộp bài ca tà ràng tàu dạ ca tòa khuôn nâng cứ lùi chênh bị trốp cứ đặt cho tức nông xa chi vật cầm rộp bài ca chùm nâu xa chi vật cầm. Chân chùm nay chùm nâu rộp bò xa chi kì ọt đặt chi chùm nâu tòa khuôn nâng cứ đặt cho tức nông chùm nâu xa chi vật cầm hay chùm nâu xa chi vật cầm nâng về chân tư chia rộp bài ca chùm nâu to khuôn. Rồi bài ca chùm nâu to khuôn nâng chân tư chi chùm nai rồi bỏ xa chi vật cảm. Chân vì mình cả lọc liệt với chàn qua nằm mưa khuyên phong rọt một chân hay chăm phụ dô tam cõi. An xuân. It is the knowledge of the legal corporate structure that really gives the rich a vast advantage over the poor and the middle class. Having two fathers teaching me, one a socialist and the other a capitalist, I quickly began to realize that the philosophy of the capitalist made more financial sense to me. It seemed to me that the socialists ultimately penalize themselves due to their lack of financial education. No matter what the tech from the rich crow came up with, the rich always found a way to outsmart them. That is how taxes are eventually levied on the middle class. The rich outsmarted the intellectual solely because they understood the power of money, a subject not taught in school. Cứ chùm nay đăng ông pi ra chân à xâm phôn xa chi vật cam chấp bắp tam phơi chấp bắp nâng hơi đài bất chì bắt đo lòi nẹ miên nâu ạch hạ bro giáo đo xâm ba âm tự lơ pi lơ nẹ kro nâng văn nạ cả đà. Đời miên ba pi bằng riêng khá nhộng. Mùi mà nẹ cư chỉ chân sang cung này giống. Hai mà nẹ tiết cư chỉ mù lợi thôn này giống. Khá nhộng chấp đàm đăng phliêm thả. Tiết sản nạ vị chia rồi bỏ nẹ mù lợi thôn này giống. Miên nây khang hề ranh và thọ khlang chiêng trong phụ khá nhộng. Vì hạ đôi trong phụ khá nhộng thả. Nẹ sang cung này giống chỉ trong bằng chấp. Chỉ trong bằng cầm pool bằng chóp cứ đặt toàn là cam luôn ấy đòi xa tay còng và cả ôm rung khang hề rành vật học tua chỉ vô mà nư do pin nẹ miên cỡ đáo miên cùng nực nâng bay mạch cỡ đáo nẹ miên trên nơi chỉ cao nơi tè rộ khơi plau slat chiêng phụ kể nu hai cứ chia rộ biếp để pon chia giặt tha hết trời bàn đặt từ lơ và nặng cả đá. Nẹ miên chlát chiêng bánh nhờ vọn bố tài phụ kê dôl bì ẩm nai cờ rộ bỏ lối đại chìa mục vụ chìa mình bàn bằng riêng nơi tam xà la. How did the rich outsmart the intellectual? Once the tax from the rich tax were passed, cash started flowing into a government coffer. Initially, people were happy. Money were handed out to government workers and the rich. It went to government workers in the form of job and pension. And it went to the rich via their factory, receiving government contract. The government received a large pool of money. But the problem was the fiscal management of that money. The government ideal is to avoid having excess money. If you fail to spend your allotted fund, you risk losing it in the next budget. You would certainly not be recognized for being efficient. Business people, on the other hand, are rewarded for having excess money and are applauded for their efficiency. As the cycle of growing government spending continues, the demand for money increases.
And the rich idea was adjusted to include lower income level down to the very people who voted it in, the poor and the middle class. Robiep dai neak mien chlat ta neak mien chlat chieng panyavon doy robiep mich ne pe dai pun te dok yo pi neak mien trou ban anamat nou luy ban chap dam ho chol te knong hap tu dai ratthapibal dombong prachichon manuh mania sabai luy trou ban pakol te oy môn trai rạp thập bị bá hơi nâng nẹ miền việc tư lôi nâng tư môn trai rạp thập bị bá tam để dẹp tùm rung cả nghĩa nâng prạc sau thôn nị vọt hơi việc tư nẹ miền tam để dẹp rung chạc rõ bọc vụ kế đại tờ tùa công tế rạp thập bị bá. Rạp thập bị bá ban tờ tùa an lôi đỏ thông bàn tay chùm náu cư ca cúc rung xa rạp bơ bón nây lôi nụ. Rạp ổn đâm cả tay rạp thập bị ba cứ trời chiêu viên mình ôi miền lùi lực, lùi sọ. Bà sân chìa lúc nẹ mình ban chậm nài mù lịch thị đại kỳ ôi tì nốt. Lúc nẹ nâng xong hà nịch phê bắt bóng lùi nâng nơi không cảnh chọc thạ bị ca lực rào. Lúc nẹ mục tay và cót chìa mình trời ban kì tờ tùa xóa tha chìa mình ưu sạc sức và sức đập hiếm nước tế. Tôi mà vĩnh nẹ chùm nuôn trời ban kì ai rùm vốn bị bắt xa lôi lực hai trời ban tiết đáy ọp ọ bị bắt và sự thập hiệp bỏ kì nơi phê đài vật vật chung nây cầm nà ơn nây chùm nà y rà bò rà thập bị bà càng làng nít bàn to tờ tiên nốt đầm rơi ca lôi càng làng hai ớt đâm cùng nít dục bôn bì nẹ miền nâng trời ban sầm rùa sầm rộp sầm rùa kè mục bình chôl cầm rật chùm nôl cành đà cứ chôm mục rò hốt đó mà nước đại bọc bọt bọc nọp quang trô chấp bắp nâng tèm đó cứ vật nặng nẹ cổ nâng vật nặng cành đà. True capitalists use their financial knowledge to simplify and escape. They head back to the protection of a corporation. But what many people who have never formed a corporation don't know is that a corporation is not really a thing. A corporation is merely a file folder with some legal document in sitting in some attorney office and registered with a state government agency. It is not a big building, a factory, or a group of people. A corporation is merely a legal document that creates a legal body without a suit. Using it, the wealth of the rich was once again protected. It was popular because the income tax rate of a corporation is less than the individual income tax rate. In addition, certain expense could be paid by a corporation with pre-tax dollar. Mulathun puok munuh mulathun pet pakat prae prah chomnai herang vathau robas khluon kroan tae dambei rok chrok chenh rok chrok kich puok ke damrong kbal trop te rok ka kapia sajivakam. Còn tại ở đây đây mà nước chỉ cho để mình đại ban bằng các xã chí vật cam mình đang nốt cư thả. Xã chí vật cam không nên ở đây mình nên chia rồi bỏ ấy bật bạc cọt tề. Xã chí vật cam còn tại chia đốc xế ai kẻ xá, đại miên ai kẻ xá chấp bắp mùi chùm nốn, nơi khăn ông nốt, ông quý nơi khăn ông ca rìa lây rồi bỏ mê thị vi mùi chùm nốn, hay cho hình chi chìa mùi nâng tìp nẹ nghe rọt thập bà rọt bật nọ. Vì mình nên chia ạ kia thống, rư có rung chắc, rư có cọng mà nước mùi cọng ấy thế. Sa chi và cam cư cọng tay chỉ ai kẻ xa chấp áp đại bằng cách ăn nít tại bọc côn mùi đại bùm miên bổ lận. Đại pra sa chi và cam tổ rộp rộ bọ nẹ miên chỉ thăm mây mà đoàn tiết trời bàn ca pìa, quam pìa. Vì miên bởi chi bởi phiếp đại xa tại ạ tra bôn chùm nô rộ bọ sa chi và cam tiếp chiêng
អត្រាពន្ធចំណូលរបស់បុគ្គលរូបវ័នបុគ្គលបន្ថែមពីលើនេះការចំណាយមួយចំនួនអាចត្រូវបានបង់ដោយសាជីវកម្មជាមួយនឹងដុល្លារមុនយុពុនដុល្លារមុនពុន This war between the have and have not has raged for hundreds of years. The battle is waged whenever and wherever law are made, and it will go on forever. The problem is that the people who lose are the uninformed. The one who get up every day and diligently go to work and pay taxes. If they only understood the way the rich play the game, they could play it too. Then they would be on their way to their financial independence. This is why I cringe every time I hear a parent advise their children to go to school so they can find a safe, secure job. An employee with a safe, secure job without financial aptitude has no escape. Sông kriêm ni hiểu viên nẹ miên hay nâng nẹ ọt miên bàn đất bình chạy chạy lãng ọc bì rộp rồi chạy nằm. Sông kriêm bởi dứt khả nia ni chạy lãng nợ bì ná hay nợ tì ná để chạy bập trợ thừa lại. Hai viên và to chạy tư chia đó chạy chia đó rạp. Chồng nào cứ thả nẹ đẹp chánh cứ nẹ đẹp ọt miên bọt miên. Từ kì bạp ở đằng. Cứ nẹt để cọc lang rọt ngay hay tới thua ca tiền sợ bài chất hay bằng phần. Bỏ sân bài phu kê dùl vì vị thi đại nẹ miên lên kèm nâng. Phu kê ác nâng lên kèm nâng đài. Và tốt mốc phu kê nâng nơi tam phơi rồi bỏ kê nơi thua đầm nai tam phơi rồi bỏ kê từ căn ai kê rịp hiếp trang hệ răng thọc tọc luôn kê. Nhi hơi hành chẳng hãy ban chỉ khăn nhóm. Cái nhàng luôn nập rõ đoàn phê để nhóm sạp lưu ở bụng mà đáy ao dục bó tư côn côn nó bỏ kê thá. Ao tư sẽ là đà mây phụ kê ách rốt bàn ca nghe sở vật tập hiếp xong này sọc. Nhi dô chức đà miên ca nghe sở vật tập hiếp xong này sọc. Ất miên tiếp cơ sở hệ ranh vật hốc. Ất miên chơi rõ kích chân phí bồn tê. Every American today work 4 to 5 months after the government just to cover their taxes. In my opinion, that is simply too long. The harder you work, the more you pay the government. That is why I believe that the idea of tax from the rich backfire on the very people who voted it in. Poor American chia và nặng cần đá sắp ngày ní thua cả pram buôn khai từ pram khai ao y rạch thập bá kron tay đầm bay bong pon tay bận nọ nơi khấn tam tiết mặt tay đầm bọc nhom nụ cư chia rồi dạ phê du pê krai cả na lúc nẹ thưa ca căn tay pram thưa ca căn tay kháng lúc nẹ bong pon từ ao y rạch thập bá căn tay chả ơn hành chẳng hai tư bực nhom chia chạy thả cùng nứt vô bốn bì nẹ miền lúc chiếp lương chết tờ lọc chết tờ lơ bụ ở tờ lơ mà nước đẹp bọc nó còn trò chết bắp nâng tay mà đó đọc luôn anh. Every time people try to punish the rich don't simply comply. They react. They have the money, power and intend to change things. They don't just sit there and voluntarily pay more taxes. Instead, they search for a way to minimize their tax burden. They hire smart attorneys and accountants and persuade politicians to change law or create legal loopholes. They use their resources to effect change. Rồi đoàn phê đề mà nước chi dịp đặt toàn cảm nhạc miễn còn tại mình thư tam và nọc vụ kê bắt đề cảm tỏ vinh. Bộ kê miên lối ẩm nát hai nâng miên bóng nón phạp đồ rưỡng sạch rưỡng. Bộ kê còn tay mình chọn ông quý nơi tì núc hai smart chất bóng phôn thành tiết bóng nọc. Tôi mà bình bộ kê sao chia rộp vị thi thư vơ á tệ bạ rà ma nê dạc căm tùng ngôn bóng tốc phôn rồi bỏ bộ kê. Bộ kê chua mê thì vi chá lát hay nâng kẻ nạn này có
hay nâng bình cho bình cho bộ nền này dù bài ở đâu cho bắp rư bằng cách bà hông cho lọc cho bắp bộ kê bà ra thông tin rồi bỏ kê đàm bây bà cách ở trên kì phá đầu làng. The tax code of the United States also allows a way to reduce taxes. Most of these vehicles are available to anyone, but it is the rich who find them because they are minding their own business. For example, 1031 is taken for section 10031 of the Internal Revenue Code, which allows a seller to delay paying tax on a piece of real estate that is sold for a capital gain through an exchange for a more expensive piece of real estate. Real estate is one investment vehicle that has a great tax advantage. As long as you keep trading up in value, you will not be taxed on the gain until you liquidate. People who don't take advantage of this legal tax saving are missing a great opportunity to build their asset column. Krom chubak pun, robo sa rot amrit, ko ananyat ao miên vị thi say la tay tiết đam bay cắt bằng thoi pun. Yên chia phía chan mong phát nơi khăn ông chùm nam yên tiếng ní, anana ko ai rok yok mà pra bàn đài. Còn tay cứ nẹ miên đại rộp khơi diên tiền nâng vô mập rạ. Vì bố tha bộ kê khoa lưu cho chất độc đạc tờ lơ chùm nuôi rộp bọc bộ kê. Chịu tì họ, miệt ra mà con xa muối cứ chia sầm nông bịa sầm rạp chùm bu phân này mà con xa muối này cọm cho bạc chùm nô tây khăn ông. Để anh ấy nhát ao nhẹ lúa phần dìa bằng phần tờ lơ đông ai cho nạ trọp đài trời bàn lúa dọc phao chùm nânh mù lợi thốn tam để dạ cả đọc đô dọc đông ai cho nạ trọp thay tiết khay chừng khay đài khay chừng một ai cho nạ trọp cứ chỉ riêng vì dụ muối đài miên ạ thạ bởi dạy phần đỏ không sầm bàn. Đó rắm ná để lúc nẹ nơi tay bằng to thư bình nê chạc căm lại đầm lấy từ mốc. Lúc nẹ bằng cơn đầm lấy bình nê chạc căm từ mốc nút. Lúc nẹ nâng mình trời kia đọc bốn từ lơ phao chùm nâng mù lực thôn lấy. Lúc ná để lúc nẹ chùm rẹ bằng chi bình nê chạc căm. Chùm rẹ bằng chi cọng hồn. Mà nữ đây mình tên vô ạ thạ bởi dõi bị chấp bạp bồn tiếng ní xâm xâm lối cư cầm bông tài thua bắt ọc các thông đàm bây xong cả lòng trọp đọc bọc luôn. How? The poor and middle class don't have the same resort. They sit there and let government needle enter their arm and allow the blood donation to begin. Today I am constantly shocked at the number of people who pay more tax or tax your deduction simply because they are afraid of the government. I have friends who have had their business shut down and destroyed only to find out it was a mistake on the part of the government. I realize all that. But the price of working from January to May is a high price to pay for that intimidation. My poor dad never fought back. My rich dad didn't either. He just played the game smarter, and he did it through corporation, the biggest secret of the rich. Vẫn nã, nẹ cro hay nâng vẫn nã cả đá, ắt miên thôn thiên đâu chân đề. Pua kê ông quay thì nụ hơi bần đau ôi rạp thập y ba, mà hơi tốc bần đau ôi mà chô rạp thập y ba, chạc chô từ nông đầy rồi bỏ kê, hơi ăn nè nhạt, ôi chí, bỏ đi chạc chiêm rồi bỏ kế chạp đàm lại. Sắp ngay ní khá nhóm rừng thốt chật chìa nịch chồng buồn mà nư mùi chồng nuôn mà nư để bằng phun cắn tới chìa ra ớn rư có trời bàn kì đọc phun cắt tục rư có cắt bần thôi phun cắn tới tịch
Prua tay phụ kê khlạch rật thập y bào. Khi nhóm miên mất phía đại miên cọng hôn bật thuyết hay trời bàn bẩm phạm đại cọng tay rốt khơi tha vì chi cầm học khăn phía kì rật thập y bào. Khi nhóm chạp ra vô rương tiếng ọc nục. Phần tay đầm lây nê ca thua ca phí mạng khai mạng khả rát đó khai ưu sụp cứ chia đầm lây phố để trời bằng từ ao ca sầm lót bầm phây nục, bốc cờ là bọc nhom mình đai bị giật từ lấp từ vinh đề, bốc miên là bọc nhom ắt bị giật vinh đài, quạt quan tài liên là bay nướng chật chừng muốn, hai quạt bàn thua vía tam rồi dạ sa chi vật cắm, đây chỉ át cầm băng thông đắc kê rồi bọc nẹt miên. If you work for money, you give the power to your employer. If money work for you, you must you keep the power and control it. Bởi sân chỉ lúc này, thư ca đã mấy lối, lúc này ai ẩm nạch từ nì dô chú rô bỏ lúc này. Bởi sân chỉ lối thư ca ai ở lúc này ra xa ẩm nạch nâng, hay cục rộng ẩm nạch nâng, căn cấp ẩm nạch nâng. You may remember the first lesson I learned from my rich dad. I was a little boy of 9 years old, who had to sit and wait for him to choose to talk to me. I sat in his office waiting for him to get to me. He was ignoring me on purpose. He wanted me to recognize his power and to desire to have that power for myself one day. During all the year I studied and learned from him, he always reminded me that knowledge is power, and with money comes great power that requires the right knowledge to keep it and make it multiply. Without that knowledge, the world pulls you around. Rich Dad constantly reminded my and me that the biggest bully was not the boss or the supervisor, but the tight man. The tight man will always take more if you let him. The first lesson of having money work for you, as opposed to you working for money, is all about power. If you work for money, you give the power to your employer. If money work for you keep the power and control it. Lúc này, ai trong trăm ban mê riêng tí mùi để khi nhóm ban riêng bị bốc miên đọc bọc nhóm. Khi nhóm cao nốt kia cậu mà tôi ở dụ phẩm buồn chân lắm. Đại ban ông côi nơ rộng trăm cột ôi chư rơ rơ. Xâm rách thàn dây một căn khi nhóm rử ọt. Khi nhóm ban ông côi nơ rộng ca rìa lây đọc bọc cột. Rộng trăm cột nì dây một căn khi nhóm. Cột thua bơ mình đăng nhóm đòi miên chết tà nà. Quát chong ở nhóm tờ tu school ẩm nà cho rộ bạc quát. Hơi nâng chong ở ẩm nà nút thay lẹ mở lực nhóm nơi thang ngay tì mùi. Nơi thang ngay mùi. Khi nông ẩm lông pinh mùi chân nằm rồi dạng chân nằm tiếng ớt để nhóm màn sắc xa hơi riêng vì con nút. Quát chỉ nên chỉ ca rầm lật nhom thả, chom nay cứ ẩm nạc. Hai lối hai chỉ môi nâng bờ miên lối chỉ môi nâng lối ẩm nạc thông sầm bờ đại đầm rơi ao miên chom nay trầm trơ đam bay rẽ xa lối nút. Hai thưa ở lối nút quân đục vì lại bờ ăn miên chom nay nút tê bị phục lục nâng rung tràn côn tục vờ từ vờ mà tục từ tục máu. Bốc miên rầm lắc mai nâng khá nhóm chọp chỉ nách thả. À cả bay thông dường kì bấm phát mần miên thả cái chờ vái rư co nẹ cực rộng tì. Còn tay cứ nẹ dục bồn. Nẹ dục bồn chỉ nách chả ca dục bồn chả ra hình. Bà sân chỉ côn bần đào ở kì video. Mê riêng tì muối đây âm pi ca ao lùi thư ca ở côn. Tôi vì con thưa ca ơi, tôi vì con thưa ca ơi lời vinh nhục
cư tiền ổn nút đầy ổn phí ổn nạc. Bờ sân chia con thưa ca đã mấy lời, con đó ổn nạc tự ai nì dù chuộc thay cài rồi bỏ con. Bờ sân chia lời thưa ca ở con vinh, con để xa ổn nạc nút hay căn cặp ổn nạc nút. Once we had this knowledge of the power of money working for us, he wanted us to be financially smart and not let anyone or anything push us around. If you ignorance and it's easy to be bullied, if you know what you are talking about, you have a fighting chance. That is why he paid so much for smart tax accountant and attorney. It was less expensive to pay them than to pay the government. His best lesson to me was be smart and you won't be pushed around as much. He knew the law because he was a law-abiding citizen and because it was expensive to not know the law. If you know you are right, you are not afraid of fighting back. Even if you are taking on Robin Hood and his band of merry men. Cảm ơn you. Dương ca đại dương miên chậm này đăng ni đây ông pi ông nạc lui thư cào dương quạt trong ao dương chlạt khang hệ rành thấu hai mình bận đau ơi nà nà mà nè rửa vầy môi rung chiran dương tục tờ tục màu bà sân chia côn lưng ngất lưng ngùng vì nghe nâng trơ kê nhẹ đôi cô đôi cặp bầy. Bà sân chia con đăng bìa vây để con cầm bụng này dì. Con miên ở cả nâng bình dụt vinh. Nụ hai hành chẳng hay con trừ bằng lùi chả ơn ai nẹ kẹn này. Nụ hai hành chẳng hay tớ quạt bằng bạc bạc hẹ ở chả ơn. Xâm rạp nẹ kẹn này bồn chlát hơi nâng mê thị vị. Vì ốc thay tự chiên để ai bạc khai từ phụ kế chiên ai lùi tờ rập thập bị bà. Mê riêng đó là ốc bằng phát đồ bọc quát trong phụ nhóm cử chô chạc. Hai con nâng mình trừ rung chạc bọc tục tờ tục màu chạc em phí tế. Quát chê bị chạc bạc. Đói xa tè quát chìa bộ rọt đại cổ rục chạc bạc. Hai đói xa tè vì ở thay vì đại mình chết vì chấp bạc bởi sân chia con đăng tha vì sật rồi bỏ con mình phải nâng bình dịch tập lập từ vấn đề xong bây để con cầm bông đại tam phơi Robin Hood hơi nâng cầm rồi bỏ con cự cầm Marie Men rồi bỏ con cả đời. My highly educated dad always encouraged me to learn a good job with a strong corporation. He spoke of the virtue of working your way up the corporate ladder. He didn't understand that by relying solely on a paycheck from a corporate employer, I would be a docile cow ready for mining. Each dollar in my asset column was a great employee working hard to make more employee and buy the boss a new porch. Phúc đại miên chấm nay đăng cấp bùa rồi bọc nhóm trên nơi chữ ca lực tắc chất nhóm ở sông chót nơi ai ca nghe lõ cả lại anh ca nghe lõ đại miên xa chi và cam khẳng mòm quát nì dây ông phi con nà thò nì ca thức ca lãng tạ tạm plâu rồi bọc lãng tạm plâu rồi bọc luôn lãng cam trình đại cổng hôn quát mình vô rương tề quát đòi phân phai từ lơ tài bệnh chi bạc khai vì nì dô chuộc thật kè cổng hôn nút. Nhóm nâng mần prom thư chỉ mê cô slot triêm khuôn ao kì bột vô tật đọc lại. Nếu bê đại nhóm prapuk, when I told my rich dad or my father advice, he only chuckled. Why not own the letter? Was all he said. Nếu bây giờ các nhóm bạn bắt bốc miên đồ bọc nhóm ông phí đồng bộ miên ba đồ bọc nhóm quạt quân tình nhạc mà
Hãy đây mình phổng thư chi mà chắc lưu cập cam trên đảo nắm. Còn như vậy, sở rộp tập bản năng. As a young boy, I did not understand what rich dad mean by owning my own corporation. It was an idea that seemed impossible and intimidating. Although I was excited by the idea, my inexperience wouldn't let me envision the possibility that grown up would someday work for a company I would own. Chia khâm minh chúng tùng nhóm mình vô nơi ạp vây để phục miên chọn này dễ. Đòi thưa chia mà chắc xa chi và cảm to luôn nụ tì. Vì chia cùng nít để hạ đôi chia thưa tư mình cả tì. Hai thêm tiền cụ ở phê khá lạc. Tu bây chia hai thêm tiền xâm lật bằng phê phòng. Tu bây chia nhóm miên ở rụng phước nâng cùng nít nút. Ca mình miên bắt vì sao rồi bắt nhóm. Mình ăn ở nhát ở nhóm. Miền chạc khâu vì sao mơ lúc vì lật tập hiệp đại thà mà nước thông thông nơi ngày nào mùi thua ca ở trong hồn mùi đại khả nhóm chìa mà chạc. The point is that if not for my rich dad, I would have probably followed my educated dad advice. It was merely the occasional reminder of my rich dad that kept the idea of owning my own corporation alive and kept me on a different path. By the time I was I was 15 or 16, I knew I wasn't going to continue down the path my educated dad recommended. I didn't know how I was going to do it, but I was determined not to head in the direction most of my classmates were heading. That decision changed my life.